Chào tất cả mọi người nha. Hôm nay sau chuyên nông nghiệp nó quay trở lại với kênh YouTube của mình, thì hôm nay mình quay lại hoàn cảnh này ghép cây cà phê của mình nhá. Thì mình cũng ra một chiếc video này cho mọi người tham khảo, cho mọi người theo dõi kênh của mình. Thì đây cái chồi ghép của mình nhá. Đấy, chồi ghép này chồi lá xoài. Bây giờ thì mình ghép lại cái mấy cái chồi này. Chồi này thì nó không hiệu quả đâu. Nó hư hết cây, nó yếu. Thứ nhất là nó không có canh, thứ hai nữa nó yếu cây, thứ ba nó không hiệu quả nhiều. Qua một năm ăn nhiều, một năm không ăn nữa. Đấy. Đây, nhìn canh này. Khô hết luôn. Còn đây là mình lấy chồi lá xoài, thấy lá nó nhỏ nhỏ xíu không? Đấy. Này. Mình đi lấy một chồi là mình ghép lại cái đấy. Thì bữa nào mình quay lại video mình đi ghép cái vườn cà của mình nhá. Đây. Để vườn cái chồi lá xoài thì lá xoài này nhỏ thôi. Cái ngọn thì đỏ. Đấy, ngọn thì đỏ nhưng mà cái lá nó nhỏ. Đây, mình đặt camera đây thì quay cho mọi người theo dõi kênh của mình ghép. Ok. Mình lấy loại già nhá, không phải là loại kiểu loại này thì nó già thì mình ghép được này. Hai mặt, ý là cái này mình phải cắt luôn này. Ghép thì phải ghép đúng vị trí của nó nha. Bây giờ là cái này thì nó bằng với nhau này. Đấy, bằng với nhau. Không phải là ghép rồi cây này nhỏ, còn cây này to thì mình ghép nó không hợp nhau thì nó yếu nhá mọi người. Đấy, mình ghép thì ví dụ là cây này to, cây này nhỏ thì nhỏ vừa vừa thì sắp bằng nhau là được rồi. Nhỏ quá là sợ nó yếu cây. Đấy, yêu bầu bầu ghép nha. Đây, mình cắt cái này. Mình kiếm chôi già già thì mình ghép lại. Còn chôi nó non thì mình không ghép được nhá. Tại vì chôi non thì sau này thì sợ nó chết. Mình bổ ra thì bổ từ từ thôi. Cẩn thận thôi. Mình để chồi nhiều lắm. Mình để phòng khi nào mùa mưa thì mình ghép lại hết. Tại vì chồi nó còn nhỏ xíu. Nhất là con nhỏ, thứ hai nữa là nó chưa to mấy đâu. Để là mùa mưa chắc chắn mình ghép nó. Cái này bị bóng mình ghép nha. Đây còn một mặt này tí mình ghép sau. Đấy, mình ghép thì phải ghép nó bằng với nhau này mới mới được. Đấy, đều nhau, hoàn toàn đều nhau này. Còn ví dụ là cái này thì nó nhỏ, cái này thì to thì nó không hợp nhau thì nó yếu này. Giống như mình lấy vợ ấy, ví dụ là chồng to thì vợ nhỏ thì vợ không chịu ấy.
Đấy, nói chỉ cho mọi người vậy đấy. Trồng to quá là vợ không chịu thì lấy trồng vừa vừa thôi, bằng tuổi nhau là được. Còn cao không vậy? Ui giời, bị bóng mục cái sao ấy, không cuốn được, cuốn là phải cuốn kín lại này, chắp lại nó mới sóng lên được. Còn mình thì mình cuốn dời vào để nó kín cái cây, cái bì bóng này, tại vì bì bóng người ta mua thịt thì mua đồ ăn á, mình ghép thôi, kiếm loại chèo chèo thì ghép được rồi, mình ghép 2-3 cái rồi sống rồi, nhưng mà lớn rồi. Ok, sóng nhá mọi người. Đấy, mình quay rõ cho mọi người xem. Mình cuốn thì chặt luôn. Chắn luôn đấy. Chắc như này thì mình an toàn. Còn ba chồi này thì mình để mùa mưa ấy. Ba chồi này để mùa mưa mình ghép. Thì tại vì cái chồi lá xoài của mình thì mình nuôi nó ít quá, mình đi ghép mấy cái cây khác hết rồi. Cái chồi lá xoài mình ấy, nó chỉ có một cây thôi, nhưng mà ghép đây cả vườn không đủ. Nhưng mình còn nuôi lại để nó mọc lên thì sau này mình ghép thêm nữa. Đây, cái mắt kẹp của mình còn một cái đấy, mình ghép cái cây này, thì cây này thì nó cũng đủ năng lượng của ghép rồi nhá, đủ lượng ghép rồi. Camera này cho mọi người cũng theo dõi kênh của mình ghép. Sẽ từ từ thôi, mình sẽ ấu thì sợ nó đứt lung tung ấy, mình sẽ không băng mặt thì nó không sống được đâu. Đấy, đều mặt này.
quấn thì phải kéo chặt vào cái này, kéo chặt vào hai cái miếng mắt ghép của mình thì nó kín lại, thì nó không hở một chút nào thì chắc chắn phải sống 95% luôn. Đứt đi. Tại vì cái bì bóng này nó mộc ít dẻo lắm. Mình mua cái bì bì ghép kia nhưng mà nó người ta lỡ đi rồi, mất đi rồi. Mình phải quấn cái bì bóng đi mua thịt. Mình mua cái bì ghép kia thì để trong vườn của mình thì người ta lấy ăn trộm đi, nhưng mà mất, mình phải lấy cái bì bóng này mình ghép lại. Quan trọng là mình quấn chặt cái này thì nó sống ngay, mình quấn hờ thì không bao giờ sống nha. Xong nha mọi người, mình ghép cái này thì đã hoàn thành rồi. Đấy, cái bì ghép của mình. Còn chôi này với chôi kia thì ba chôi này mình để mùa mưa. Mùa mưa thì mình ghép nó khỏe cây. Thứ hai nó khỏe cây, nó không yếu. Còn mình ghép mùa khô này yếu lắm. Nó lâu thì nó mới lên được. Đây mình quay nó cho mình xem. Cái này mình ghép xong nhé. Mình ghép cái giống này, giống loại xoài. Tại vì hôm qua thì mình lấy giống thiên trường. Đấy, giống thiên trường. Đấy, cái này thì mình ghép xong rồi. Bây giờ thì hai chồi mình đã hoàn thành ghép rồi nhé. Chồi này với là chồi này. Đấy, mình ghép xong rồi. Còn ba chồi này mình để mùa mưa đây. Mùa mưa mình ghép lại hết. Mình ghép đề phòng thôi, ví dụ là mình ghép mẹ ăn trôi thôi. Đấy. Mình ghép ví dụ là nó lớn lên thì ăn trôi, sau này thì mình còn nuôi lại trôi nữa. Còn trôi mình ăn thì mình chắt đi. Vậy nha. Thôi nha mọi người, mình hãy dừng lại clip ở đây. Mọi người xem thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh của mình nha. Mình cũng ra thêm video cho mọi người xem. Đấy. Để mình có động lực để mình ra thêm một video hay cho mọi người tham khảo, cho mọi người theo dõi kênh của mình nha. Bye mọi người nha. Đấy. Mình đã ghép như này thôi.